đến với channel của Ngọt thì ngày hôm nay Ngọt sẽ giới thiệu cho các bạn biết một cái sản phẩm về phấn nước Q Sun mẫu mới của Cucumber Leo nha các bạn. Leo gần Tết rồi cho nên Ngọt nghiêng về make up nhiều hơn, mà đặc biệt là cái phấn nước này nó rất là tiện dụng, nó có thể 3 trong 1 luôn, vừa kem chống nắng này, vừa phấn phủ, kem nền, và mình chỉ cần một lớp phấn nước lên là sau đó là mình một tí xíu kẻ mắt và một tí son là ok rồi nha các bạn. Đây, sản phẩm này Ngọt mới nhập về của phấn nước Cucumber Leo. Thì một hộp như thế này là bên shop Ngọt bán là 525 ngàn, có tặng kèm thêm một lõi nha các bạn. Tính ra là mình mua một hộp mà thành hai á. Đây, đây là sản phẩm mà Ngọt muốn giới thiệu cho các bạn. Đây, bao bì mẫu khác, mẫu mới so với clip trước của Ngọt làm nha. Đây là cái lõi tặng kèm này các bạn. Và trong cái lõi tặng kèm này thì chắc chắn là nó sẽ tặng kèm cho mình một cái bông phấn nữa. Đây, Ngọt sẽ mở ra cái sản phẩm để cho các bạn tham khảo. Nó là dạng trắng đục nha các bạn, hơi ngà vàng một tí xíu, giống như là sặc cừ vậy đó. Phía đây là phía đằng sau nè, đó có chi tiết ở đằng sau thì có ghi những cái thông tin của phấn, và loại phấn này là made in, có nghĩa là làm ra hàng thương hiệu của Hàn Quốc, Korea nha các bạn. Và khi bắt đầu mình mở ra mình sử dụng là bắt đầu tính hạn sử dụng là 12 tháng, là một năm nha mọi người. Đây, rất là đẹp luôn. Và sẽ đây có một cái nút này nhìn cũng rất là xịn xò luôn đó. Các bạn ấn một cái xong các bạn mở ra, bật lại như thế này. Có kính này. Và lớp kính này là có giá một miếng ni lông rồi nha các bạn. Đây là cái bông phấn. Để Ngọt mở cho các bạn coi. Đó, màu đen như màu kem và màu đen. Leo ghi thương hiệu của phấn luôn. Ở đây thì lúc nào nó cũng có một cái miếng giấy và ghi thương hiệu và ghi thành phần của cái Leo này luôn bằng tiếng Hàn Quốc nha các bạn. Ngày hôm nay Ngọt chỉ giới thiệu sơ qua cho các bạn coi tham khảo về cái bao bì phấn Cucumber Leo, tại vì lý do là Ngọt mới lấy một cái hộp phấn Cucumber Leo mẫu khác, nên là Ngọt không muốn khui thêm cái mẫu mới này ra, vì lý do là Ngọt shop Ngọt đã mở ra để buôn bán kinh doanh, nếu như mà Ngọt hết sản phẩm nào thì bắt đầu Ngọt mở ra thì lúc đó Ngọt đập hộp, Ngọt cho các bạn tham khảo về chất luôn. Nên các bạn cứ yên tâm nha, hàng chính hãng, hoàn toàn là chính hãng, không phải là hàng nhái hàng giả gì hết. Bạn nào mà đã sử dụng bên shop Ngọt rồi thì các bạn sẽ rất là yên tâm. Đây, đây là nguyên cái bao bì của mẫu mới Cucumber Leo bên shop Ngọt. Nếu bạn nào có nhu cầu về cái sản phẩm phấn nước này hoặc tất cả những cái sản phẩm bên shop Ngọt, các bạn cứ tham khảo vào cái trang Facebook Trần Thị Bích Ngọt không dấu và trong trang shop Ngọt nha các bạn. Ngọt có để phía dưới phần mô tả clip ngắn gọn. Tới đây là kết thúc và cảm ơn các bạn rất nhiều đã coi clip ngày hôm nay của Ngọt. Nếu các bạn yêu thích hãy like và subscribe đăng ký kênh Ngọt Vlog để biết thêm nhiều các clip khác giới thiệu về những cái sản phẩm bên shop Ngọt có bán. Và nếu các bạn có nhu cầu về những cái clip nào thì hãy cho Ngọt biết nha, để Ngọt sẽ cố gắng có động lực để làm ra nhiều các clip thú vị hơn cho các bạn. Và đừng quên bấm cái chuông kế bên để các bạn là người đầu tiên coi clip của Ngọt. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Bye bye. She makes a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Mi casa. Su casa. Oh baby, when you talk like that.